Xin chào cả nhà, rất vui khi lại được gặp cả nhà của mình trong kênh Shin Eun Huy. Và ngày hôm nay em xin được kể lại một câu chuyện theo sự yêu cầu của chị khán giả có nick là Trang D. Chị ấy đã yêu cầu em kể câu chuyện sự tích cây vú sữa. Và ngày hôm nay em rất vui khi thực hiện lời yêu cầu này từ chị. Mong rằng chị cũng như tất cả khán giả trên kênh Shin Eun Huy sẽ có những phút giây nghe kể chuyện thật thư giãn và nhiều điều thú vị. Còn đợi gì nữa? Bây giờ xin mời cả nhà bước vào câu chuyện sự tích cây vú sữa. Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống đơn chiếc với nhau trong một căn nhà nhỏ. Thương người con trai mồ côi bố từ khi còn bé, người mẹ hằng ngày tần tảo làm việc để có thể đủ sức trang trải cuộc sống hàng ngày. Bà dành hết tình yêu và sự hy sinh của mình cho cậu con trai. Được mẹ yêu chiều quá mức, cậu bé đâm ra hay vòi vĩnh quấy khóc. Cậu thường hay tụ tập chơi bời với mấy đứa trẻ hư, đi quấy phá hàng xóm hoặc chơi những trò đùa tai quái khiến người khác bực tức. Có một lần nghịch dại bị mẹ quát mắng mấy câu, cậu vội vàng vùng vằng bỏ nhà ra đi. Con chơi như vậy mà coi được đó hả? Càng ngày càng lớn càng hư mà, riết nói không có biết nghe gì cả. Phá làng phá xóm, từ đầu trên xuống đầu dưới, ai người ta cũng mang vốn. Con đi qua bên góc bên đó mà tự kiểm điểm bản thân mình đi. Chơi có xíu, chửi gì mà chửi hoài, tôi bỏ nhà tôi đi cho bà vừa lòng. Nè, đi đâu đó, đứng lại mau. Người mẹ cứ ngỡ rằng con mình đi một chút rồi về. Ấy vậy mà đợi mãi không thấy con về, người mẹ đi tìm con hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy tin tức. Còn cậu bé thì vẫn cứ lang thang nay đây mai đó và chơi những trò chơi tai quái mà không còn bị ai quản lý. Ai cho gì thì ăn cái đó, không cho thì cậu giở trò trộm cướp. Thấy cuộc sống tự do, đôi khi cậu bé nghĩ không có mẹ thiệt là thích, mình tự do chơi bời, muốn phá ai thì phá, muốn làm gì thì làm, thiệt là thích biết mấy. Hay phải chi không có mẹ luôn thì đó là một điều tuyệt vời. Rồi một hôm khi đang đi trên đường, chú bỗng thấy một đàn vịt đẻ trứng trong lều. Chú liền lấy gạch đá ném vỡ rất nhiều trứng, coi đấy như một trò tiêu khiển thú vị. Người chủ lều vịt đang ngủ, nghe tiếng vịt kêu hoảng sợ liền tỉnh giấc. Anh ta ngó nhìn ra ngoài qua khe cửa thì thấy cậu bé đang ném trứng. Điên tiết lên, anh vớ một cây gậy rất to chạy ra đuổi theo cậu bé. Ê, thằng kia, mày dám phá trứng của tao hả? Mày ngon mày đứng lại đó, tao đập cho mày một trận nè, đủ thứ phá làng phá xóm. Nghe tiếng la hét lớn, cậu bé hốt hoảng chạy thục mạng không dám ngoái đầu nhìn lại. Chạy được một quãng đường xa, khi chắc chắn rằng anh chủ lều vịt đã không còn đuổi nữa, cậu bé nằm gục bên vệ đường, thở hổn hển. Vừa mệt vừa đói, lúc này cậu mới nhớ đến người mẹ ở nhà. Mình phải đi về thôi, ở đây sao ai cũng giữ cả, có ngày chắc bỏ mạng nơi xa trường. Chỉ có mẹ là yêu thương mình thôi. Mình phải về kiếm mẹ mình, quất một bụng cho no thiệt no mới được. Cha nội, làm gì mà dí chạy mệt muốn chết à?
Cuối cùng thì sau bao ngày lặn lội, cậu bé cũng về được đến nhà. Cảnh vật vẫn còn đấy, nhưng mẹ thì không thấy đâu. Chỉ khác có một cái là có một cái cây lạ ngay trước cửa nhà. Cậu bé cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con đã về rồi đây. Mẹ ơi, cho con ăn với. Mệt quá, con đói quá mẹ ơi." Cậu gọi mãi, vẫn không thấy có tiếng của mẹ mình đáp lại. Thất vọng, cậu ngồi xuống bên gốc cây, bật khóc. "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Bỗng nhiên cây xanh run rẩy, đơm hoa kết trái một cách nhanh chóng. Trong phút chốc đã cho ra những quả, da căng mịn và xanh óng ánh. Cậu bé còn chưa hết ngạc nhiên thì quả chín to nhất rụng xuống trúng tay cậu. Đang cơn đói khát, cậu đưa quả lạ ấy lên miệng, cắn ngay một tiếng rõ to. "Ý, chát quá đi." Quả thứ hai lại rơi xuống trúng tay của cậu. Lần này cậu lột vỏ ra rồi cắn một cái, nhưng lại cứng quá vì cắn phải hạt. "Á, trời ơi, gãy luôn nó cái răng rầu." Quả thứ ba lại tiếp tục rơi xuống. Lần này chú nhẹ nhàng hơn, xoay quanh trái chín cho mềm ra, thì thấy trong trái nứt ra một kẽ nhỏ, một dòng sữa màu trắng tuôn ra. Chú ngửa miệng uống dòng sữa ấy, vị ngọt thơm y như dòng sữa mẹ. Sau khi uống xong, cậu bé có cảm giác rất quen thuộc, khoan khoái đến lạ thường. Cậu bé đâu có biết, vì thương nhớ cậu, người mẹ đã ngồi trước hiên nhà khóc rất nhiều ngày. Đến khi kiệt sức, bà ngã xuống và hóa thành một cây xanh mọc lên trước cửa, vẫn hàng ngày chờ đón cậu trở về. Cậu bé ôm lấy cây, vỏ cây xù xì như bàn tay tần tảo của mẹ. Lá cây một mặt xanh bóng, một mặt đỏ hoe, như mắt người mẹ khóc cạn nước chờ con. Cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng lá rì rào. Ăn trái ba lần mới biết trái ngon, con có lớn khôn mới hay lòng của mẹ. Ơ, đúng là tiếng của mẹ mình rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cây xanh run rẩy, xòe những tán cây ra, ôm lấy cậu bé, giống như người mẹ đang yêu thương, vỗ về con cái. Thời gian trôi đi, nỗi nhớ thương về mẹ cũng dần nguôi ngoai. Cậu bé giờ đã trưởng thành hơn, không còn làm những điều khiến người khác bực tức. Cậu bé đã biết trân quý hơn về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Cậu mang những trái cây thơm ngọt ấy chia sẻ cho những người bạn của mình và kể cho họ nghe câu chuyện về người mẹ tuyệt vời, về những sai lầm mà mình đã mắc phải. Mọi người đều ngậm ngùi và tự hứa với bản thân phải cố gắng chăm ngoan hơn để không khiến cho cha mẹ phải phiền lòng. Thấy cây ra trái thơm mát, ăn vào thấy khoan khoái, nên mọi người lấy hạt gieo trồng khắp nơi và đặt cho tên gọi là cây vú sữa. Và đó là câu chuyện sự tích cây vú sữa, phiên bản khá là bựa từ Shin. Cả nhà cảm thấy như thế nào? Hãy cho em những dòng bình luận.
Bữa giờ kênh của em nó bị mất đề xuất quá, mong quý vị hãy tương tác với em nhiều lên để cho đề xuất của em được trở lại cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Tạm biệt.